Anh Bi, anh dự đoán như thế nào về trận cầu đinh của giải Ngoại hạng Anh trong vòng 21 này, trận cầu giữa Manchester City và Liverpool? Man City và Liverpool, mãi biết đón có thể Man City thắng 2-1, thì Man City thắng 2-1. Man City thắng 2-1. Man City đã thắng nhà, Man City thắng thôi, mà Liverpool thắng về cũng được cho Liverpool. Ai sẽ là người tỏa sáng trong trận cầu đinh của vòng 21? Liverpool với bộ ba tấn công rất là với phong độ rất là hủy diệt, hay là Man City với Sterling hay Kun Aguero sẽ là người tỏa sáng? Ngày mai là của Aguero và Sané. Aguero và Sané. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của Báo Thanh Niên.